Dạ vâng, xin chào bà con đã quay trở lại với kênh YouTube của Nông Cơ Đức Châu nhé. Tiếp tục hôm nay bên em có lên video review cho bà con một cái lô hàng mới về, các cái dòng máy sới đa chức năng, và đặc biệt là báo giá trực tiếp cho bà con trong video này luôn. Từng con máy sới đa chức năng đến từ hai thương hiệu là Kubota và Zangma bà con nhé. Các cái dòng máy sới đa chức năng tay lái quay 360 độ này, có nâng hạ chỉnh khóa thấp tay lái này. Các cái tính năng chính của các cái dòng máy này đó là tạt luống này, sới đất này, phay đất này, cày đất này, tạt luống này, vun luống nhá, lên luống tạo rãnh. Thì hôm nay bên em có lên 4 video là 4 con máy có sử dụng là trục sên và trục láp bà con nhé. Các cái dòng máy sới đảo chiều xuôi ngược và quay tay lái 360 độ, và đến từ thương hiệu là Zangma và Kubota. Thì các cái dòng máy đời cao, đặc biệt là rất nhiều tính năng. Tính năng chính của nó đó là sới đất này, phay đất này, cày đất này, tạt luống, vun luống, lên luống tạo rãnh nhá. Và dàn phay là mình có thể, dàn phay của tất cả các dòng này là mình có thể tháo tách rời ra để có thể là kéo thùng, kéo rơ móc, kéo cày lật, cày trâu nhá, gắn bánh lồng bừa rụng nước, rụng thụt, bừa ruông, bừa đầm. Đặc biệt là có thể là làm sới nhảy, sới cò cào nhá, thì tuyệt vời luôn. Hôm nay thì bên em có về lên báo giá trực tiếp cho bà con. Em có đánh số vào đây. Đánh số vào đây nhá. Mình sang đây. Đó, từ 1 cho tới 4 thì 4 con máy này nói chung là những con máy là đẹp xuất sắc đến từ thương hiệu là Kubota và Zangma. Đó. Tính năng thì nói chung là đầy đủ hết. Thì phụ kiện hôm nay thì em không có kèm theo, thì em sẽ báo giá trực tiếp và bao ship tới tận nhà cho bà con nhé. Bao ship toàn quốc bà con nhé. Bà con muốn mua hàng thì cứ liên hệ với số điện thoại bên em trực tiếp, đó là 0326 536 152, hoặc 0967702477 nhé. Đó, bà con cứ gọi trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo thì bên em sẽ tư vấn cho bà con rõ ràng. Nói chung là có rất nhiều dòng máy. Không chỉ đơn giản là những cái dòng đa chức năng này, mà còn các cái dòng máy một giò một bánh, một giò một bánh hoặc là hai bánh lỡ nhá. Đó, nên là còn rất nhiều. Đó, hàng mới về nên là hôm nay em có mấy 4 con máy này đẹp, nên là em sẽ chia sẻ cho bà con. Rồi, cũng không để bà con chờ đợi lâu, em sẽ báo giá trực tiếp luôn nhá và quay chi tiết cho bà con. Con số 1 là đến từ thương hiệu Zangma. Con này là một con máy Zangma hiện tại đang sử dụng động cơ là máy xéo, máy nằm OHV, là một trong những cái động cơ đời cao của máy Zangma. Con này động cơ là động cơ 3 ngựa nhá, 3 ngựa bà con nhá. Đây, động cơ 3 ngựa này, 3 PS này, đây, 3 PS nhé. Đó, nói chung con này máy móc thì vẫn là đẹp đẽ nguyên, ốc đá của nó là còn là 7 màu, rất là gọn gàng, nhẹ nhàng. Đấy, hiện tại con này đang sử dụng một cái cặp bánh là, hiện tại con này đang sử dụng một cái cặp bánh là cặp bánh răng nhé, bà con nhé, bánh răng, bánh hẹp răng nhé. Bà con có thể trở mặt, có thể là đi rộng đi hẹp nhé, trở mặt lại để đi hẹp nhé, rất là tuyệt vời luôn. Chuyên là sới đất, phay đất và tạt luống những cái luống hẹp nhé, làm diện tích nhỏ bà con nhé. Đó, thì con máy này là con máy nói chung là rất là gọn gàng, động cơ đầy cao. Đây bà con có thể thấy là cái con máy TA6 bên cạnh kia là nó sẽ nhỉnh hơn, cao hơn và dài hơn, to hơn, nặng hơn. Còn con này thì nó rất là nhẹ nhàng, thực sự là cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Nó rất là dễ sử dụng, chỉ cần nhấn côn thôi là đi thôi, nhấn côn là đi. Và có bóp chỉnh có thấp tay lái này. Đó, rồi là có công tắc tắt máy trên tay tay ga. Con này nó sẽ có đi một số tiến và một số lùi nhá, một tiến một lùi, máy nhỏ nên là nó chỉ có hai số thôi, một tiến một lùi. Đó, và có số sới thì nó sẽ có đi số sới nhanh và số sới chậm nhá, có hai số sới. Đó, nói chung là con này phần trăm thì thực sự là còn rất là ok, sạch sẽ. Động cơ OHV đây, OHV nhá, máy xéo máy nằm. Zangma chi tiết sạch sẽ nguyên. Đó. Các cái tấm bửng chắn biết này đủ đó, đẹp đẽ nguyên này, đúng không? Thì ok. Đó, máy móc sạch sẽ đó. Ốc áp của nó 7 màu nguyên. Ốc áp của nó 7 màu nguyên nhá. Con này thì là động cơ OHV. Đây, giò gầm nhất của nó đây, rất là mới. Hiện tại nó đang đi bộ dàn phay nhá, đang đi bộ sới. Bộ sới này thì là bộ sới hẹp, thì bà con nếu mà muốn tạt luống ấy, là bà con có thể mua thêm bộ tạt luống nhá. Đó, mua thêm bộ tạt luống. Thì nếu mà không thích bộ sới thì em sẽ đổi cho bộ tạt luống, còn nếu mà mua thêm thì sẽ tính thêm. Rồi, con số 1 này thì giá là đi 6.800.000 nhá. 6,8 triệu này. Bao ship tới tận nhà cho bà con nhé. Đặc biệt là ship toàn quốc luôn. Đó, bao ship toàn quốc. Có bánh lái ở phía sau này, có bánh lái là hoặc là cây trống nhá. Bà con thích cái nào em sẽ gắn thêm cho. Rồi, nói chung thì các cái dòng Zangma thì thứ nhất động cơ nổ êm, thứ hai nữa là tiết kiệm nhiên liệu, đặc biệt là phụ tùng thay thế của nó là rất là thông dụng, cực kỳ thông dụng luôn. Rồi ok, bà con không thích bánh sắt này em sẽ thay cho cái bánh răng nhá. Bánh răng cao su, hoặc là không thích bánh răng cao su em sẽ thay bánh hơi. Đó, có rất, nói chung là cốt tròn này thì nó dễ lắm, rất là dễ dàng. Rồi, con số 1 giá là 6.800.000 bao ship này. Con số 2 là một con máy Kubota, đến từ thương hiệu là Kubota TA6.
là một con máy đa chức năng, tay lái là quay 360 độ này. Con này thường thường là mình tạt luống đúng không, là mình phải quay tay lái 360 độ, nhưng mà với con máy này thì mình không cần phải quay tay lái mà vẫn tạt được luống vào con nhé. Tại vì sao ạ? Tại vì nó đang sử dụng một cái trục, hệ trục cơ sở của cái dàn phay, đó là trục lắp. Trục lắp này là nó có tính năng, nó có tính năng đó là dàn phay này nó có thể quay xuôi là để xới đất và quay ngược là để tạt luống bà con nhé. Thì vẫn đi tư thế, vẫn đi tư thế như thế này, đi tới là mình vẫn tạt được luống bà con nhá. Đó là một tính năng rất là đặc biệt. Nhưng mà bà con vẫn có thể là quay tay lái 360 độ để tạt luống nhá. Đó, không thích tạt sau thì được, cũng được, mà thích tạt trước cũng được. Thì bên em hay gọi là tạt trước, tạt sau, xới trước, xới sau đều được hết bà con nhá. Rồi ok. Con TE6 này nói chung là phần trong của nó thì cũng cực kỳ ok, ốp các 7 màu. Động cơ của nó, động cơ đây. Động cơ GH170, động cơ là 4.6 kW tương đương với lại là 6 ngựa 2 nhá, 6 ngựa 2. Đó, động cơ Kubota OHV, Super OHV. Nói chung là máy móc thì đẹp đẽ sạch sẽ. Dường như là ốc áp của nó còn 7 màu nguyên. Đó, các cái khoen đồng ở giữ còn 7 màu nguyên này. Đó, rồi là có lọc bụi bằng nhớt nhá, lọc bụi bằng nhớt hết. À, cái con máy kia cũng có lọc bụi bằng nhớt nhá. Con này cũng rất là mới luôn này. Thực sự con này cũng rất là mới luôn. Rồi. Là một con máy tay lái quay bắt động cơ 6 ngựa 2, Dòng Ma. Tay lái quay 360 độ, giò giết là còn nguyên sơn tĩnh điện nguyên, nói chung là nguyên sơn tĩnh điện nguyên. Đó. Ốc áp của nó 7 màu hết này, được chưa? Bảy màu hết. Rồi, có lọc bụi bằng nhớt này. Đó, lọc bụi nhớt. À, cái dàn sới này nó nằm ở trên tay. Sới nằm ở trên tay. Đây là sới nằm trên tay đây. Sới nằm trên tay nhá. Đó thì con máy này nói chung là tính năng của nó thì cũng rất là nhiều tính năng. Số của nó là nó sẽ có đi này, cần số của nó 7 màu nguyên này, đúng chưa? Số 7 màu nguyên nhá. Đó, cần số 7 màu nguyên, hơi vỡ trên này thì thôi. Không sao. Rồi có chuyển vi sai này, chuyển vi sai số này. Khi mà quay tay lái là chuyển vi sai. Con này nó sẽ có đi 4 số tiến và 4 số lùi nhá. 4 số tiến và 4 số lùi. Nói chung là nhanh chậm sẵn ở trên cái bảng số này luôn, không cần phải qua thỏ rùa nữa. Tầng thỏ rùa là kết hợp sẵn ở trên này luôn, vào số nào đi số đấy luôn. 4 số tiến và 4 số lùi luôn nhá. Rất là dễ dàng. Đó. Đây, Kubota. Nói chung là chi tiết của nó thì sạch sẽ, đẹp đẽ nguyên đây. Quay thử phía sau cho bà con xem. Con máy này thì thực sự ra là nó cũng xài rất là ít. Các cái tấm chắn này của nó còn đỏ, đẹp đẽ nguyên này, đúng không ạ? Ốc áp của nó 7 màu hết. Đây là cái cần quay tay lái, quay cái cần số nhá, 360 độ. Đó, quay 360 độ nhá. Đây, tấm chắn dẻo bừng của nó dường như còn rất là ok. Kubota. Hộp xích này thì có thể đảo chiều để tăng công suất gấp đôi của dàn phay nhá, trục lắp. Nó có thể, hộp xích này nó có thể đảo chiều này, xung lại là trở mặt này, xung lại đảo chiều này. Nó sẽ có đi 4 tầng thỏ rồi nhanh chậm ở cái dàn phay nhá. Đó, đây là cực kỳ hiệu quả, có rất là nhiều sự lựa chọn để mình có thể tạt luống này, xới đất hay là phay đất nhá. Đó, rất nhiều tính năng luôn. Ốc áp của nó đây. Nó 7 màu hết. Đó. Dường như là còn cực kỳ ok. Con Kubota này thì đời nó rất là cao, được OHV. Đó, bánh này hiện tại nó đang xài cặp bánh nha. Bánh này hiện tại đang xài cặp bánh là 400-7 nhá. Đây, 400-7 này. Bánh rất là đẹp đẽ nguyên, được chưa? Đẹp đẽ nguyên. Kubota TE6 bô này hơi bị móp, hơi chảy sơn xíu thôi, còn ốc áp của nó còn xám xịt nguyên, chưa reset. Đó, rất là ok. Đây, giò bánh giò biết đấy nhá. Sạch sẽ nguyên. Rồi em sẽ quay cái trục lắp cho bà con xem. Ở trên tay lái của nó thì nó sẽ có đi côn chuyển hướng, bóp trái thì chuyển trái này, bóp phải thì chuyển phải này, gài côn trên tay này, gài côn trên tay nhá, gài dàn phay, dàn sới ở trên tay luôn. Đó, công tắc tắt máy ở trên tay, tay ga trên tay. Nói chung là tính năng của nó là nằm hết ở trên bảng điều khiển này, nó rất là dễ điều khiển và đặc biệt là xử lý nhá, rất là nhanh. Rồi, đây là dàn trục lắp này, lại xử lý quay cái trục lắp của cả đây, quay cái trục lắp này. Kéo cái này ra nhá bà con kéo cái tay này ra. Đó, rồi con quay cái trục lắp này. Bà con nhìn thấy chưa? Trục lắp nó quay 360 độ. Nói chung là cái trục lắp của con này, liềm sới của này còn rất là ok, đỏ tươi nguyên. Rồi là chưa có bị mòn miết gì hết. Liềm sới còn đen xì nguyên này. Rồi ok. Ok, liềm sới còn đen xì nguyên này. Vuông hàng sát cạnh nguyên nhá, chưa bị mòn. Nói chung là con này thực sự là TE6 này, con này thì rất là mới. Thực sự là mới. Nó rất là mới luôn. Đẹp. Hiện tại nó đang đi bộ dàn phay nhá. Còn nếu mà bà con mà không thích dàn phay này, bà con có thể đổi qua bộ dàn tạt nhá, hoặc là dàn chảo tạt. Còn nếu bà con không thích tạt thì bà con có thể mua thêm, không thích đổi thì bà con có thể mua thêm nhá. Rồi, nói chung là Kubota này thì cũng không phải giới thiệu nhiều, không phải chia sẻ nhiều nữa.
dàn phay này có thể tháo tách rời ra để có thể kéo cày lật cày trâu nhá, gắn manh lồng bừa rụng nước rụng thụt, hoặc là làm sới nhảy sới cào cào, đặc biệt là có thể là gắn lưỡi cày chia luống tách hàng vun rõng nhá. Nói chung là cực kỳ ok luôn. Đó, gọn gàng nhẹ nhàng, động cơ 6 ngựa 2 làm các cái tính năng đầy đủ hết, không thiếu một tính năng gì cả. Sới phay cày tạt vun ép. Rồi, con số 2. Con này giá là đi 15 triệu nhá. 15 triệu là bao ship tới tận nhà cho bà con, bao ship toàn quốc luôn. Rồi. Tiếp theo là đến con số 3. Con số 3 là một đến từ thương hiệu là Giang Ma, là một con máy hiện tại cũng đang sử dụng một cái động cơ là máy xéo máy nằm OHV của Giang Ma. Giang Ma MK7. Động cơ là GA180, động cơ là 6.2 PS 6 ngựa 2. Hiện tại là một con máy nói chung là phần trăm còn rất là đẹp. Tay lái quay 360 độ này, có thể nâng hạ chỉnh có thân tay lái nhá. Nói chung con này nó là đời cao của Giang Ma đấy, đời cao nhất của Giang Ma. Mọi cái tính năng dường như nó nằm tích hợp sẵn ở trên hết trên cái bảng này rồi. Đó, từ côn bóp chuyển hướng này, tay ga này, công tắc xoay đời cao này, đặc biệt là gài dàn phay này, rồi là có gài côn này. Đó, côn bóp chuyển hướng đầy đủ hết này. Nói chung là bảng điều khiển đầy đủ hết, không thiếu một cái tính năng gì luôn. Đó. Đây con Giang Ma. Con Giang Ma này là đây. Động cơ Giang Ma GA180 UHV nhá. UHV. Động cơ Giang Ma là đi GA180 này. 6.2 PS. 6.2 nhá, 6 ngựa 2. Găng ti là 4.5. Đó, bô biết của nó còn xám xịt nguyên. Được chưa? Bô biết xám xịt nguyên, chưa rỉ sơn gì hết, xếp gì hết. Giò bánh đây, còn nguyên sơn tĩnh điện này, đúng chưa? Sạch sẽ, ống tiếp còn 7 màu nguyên. Nói chung là con này cũng đang sử dụng một cái cặp bánh là 400-7. 400-7 nhá. Bà con nào mà tạt luống, đặc biệt là sới đất, phay đất, làm sới cỏ cào thì mua những con này, nói chung là rất là êm và tiết kiệm xăng. Rồi, Giang Ma MK7 nhá. Tần số còn đen xì nguyên, xám xịt. Đó. Con này nó sẽ có đi 1, 2, 3 số tiến và 1 số lùi nhá. 3 tiến 1 lùi thì kết hợp với lại tầng thỏ rồi nhanh chạm đây. Đó, là thành 6 tiến 2 lùi nhá. 6 tiến 2 lùi kết hợp với thỏ rồi nhanh chạm. Mọi chi tiết của nó dường như còn rất là ok. Chốt chiếc của nó này còn vàng ươm nguyên. Đấy, các cái bửng này, các cái này chung là hơi chảy chảy sơn, cái này bị dao nó chém vào cho nên nó cuộc xuống rồi là dao sới nó chém vào đó, nhưng mà không sao, bên đây sẽ dòng lại sơn cho. Còn đẹp như thế này thì thực sự là còn rất là ok, họ rất là ok luôn, đúng chưa? Rất là mới, bánh lái riêng nguyên. Rồi, con này thì xài bình xăng đây, bình xăng trắng tinh luôn, đúng chưa? Bình xăng trắng tinh có lọc bụi bằng nhớt này, bụi nhớt bình xăng trắng tinh rồi nhá. Nói chung con này thực sự là một con máy cũng đẹp, nói chung là đẹp xuất sắc. Đẹp, lọc bụi bằng nhớt thì không phải lo là máy bẩn cấn cạm gì hết đâu nhá. Ốc ác 7 màu hết, nguyên đẹp nguyên. Được chưa? Giang Ma bình xăng nhựa này thì nói chung là không bị rỉ sét, không sợ bị rỉ sét, không sợ bị cấn cạm gì hết đây. Trắng tinh, trắng tinh nguyên, được chưa? Rồi. Giang Ma trên đây, nói chung nhìn cái phương diện này rất là mới luôn này bà con. Đây, các cái tấm chắn này, ốc, các con ốc này giữ của cái bảng ươm nguyên, đúng không? Rất là đẹp nguyên, cực kỳ đẹp luôn. Có quay tay lái, cái cần này là cần quay tay lái 360 độ này. Đây là cần nâng hạ chỉnh vấn thấp tay lái này. Đó, có côn bóp chuyển hướng, bóp trái chuyển trái này, bóp phải chuyển phải này. Đó, có gài côn trên tay, rồi là có gài dàn sới trên tay, công tắc trên tay, rồi là tay ga, nhả côn khẩn cấp. Con máy này dàn hộp xích này có thể đảo chiều nhá, để tăng công suất gấp đôi của dàn phay, thì tức là nó sẽ có đi hai số thỏ rồi anh chạm nhá, dàn phay. Rồi, con Giang Ma đây hiện tại cũng đang sử dụng cặp bánh 400-7. Đây, 400-7 nhá. Đây, 400-7 đây, 400-7. Rất là ok. Đó, dàn phay này chốt chiếc của nó mới tinh nguyên. Hình như nó xài rất là ít. Con này hiện tại đang đi bộ dàn phay nhá. Dàn phay này thì bà con không thích thì em sẽ đổi bộ tạt cho, hoặc là mua thêm bộ tạt để tạt luống nhá. Đó, đỏ tươi nguyên. Dạ. Rồi. Giang Ma con số 3 giá là đi 13 triệu. 13 triệu là bao ship tới tận nhà cho bà con nhá. Một con máy đẹp xuất sắc như thế này. Sơn xếp của nó mọi dường như là mọi thứ chi tiết dường như là còn đẹp, cực kỳ là đẹp luôn. Đó. Bà con cứ xem video nhá. Đắt hay là rẻ thì đó thì cứ cho em một ý kiến để góp, đặc biệt là có thể là cho em xin một like nhá. Xin một like hoặc là nhấn chung thông báo kênh nhá. Rồi ok, tiếp theo là đến con số 4. Con số 4 là một con máy cũng đến từ thương hiệu là Kubota TX700. Con này động cơ 7 ngựa của Kubota, nhưng nó lại sử dụng một cái khung sườn hộp số dàn phay tay lái lớn và to. Nó đi rất nhiều địa hình khác nhau, và đặc biệt làm những công việc nặng và lớn nhá.
Đây là một con máy động cơ đời tầm trung của Kubota. Hiện tại đang sử dụng động cơ là động cơ 7 ngựa. Và sử dụng một cái dàn phay này là một dàn phay đảo chiều xuôi ngược của dàn phay nhá. Đó, hiện tại là con máy là một con máy đa chức năng. Tay lái là quay 360 độ này, có thể nâng hạ chỉnh quay thấp tay lái. Thì cũng thường thường là mình tạt luống là mình phải quay tay lái đúng không? Nhưng mà với con máy Kubota TX700 này ấy, thì mình không cần phải quay tay lái mà vẫn tạt được luống. Tại vì sao? Tại vì hiện tại nó đang sử dụng một cái trục cơ sở dàn phay là trục đảo chiều xuôi ngược của dàn phay. Thì tức là cái dàn phay này nó có thể quay xuôi là để sới đất nhé, và quay ngược là để tạt luống. Đó, nên là bà con không cần phải quay tay lái mà vẫn tạt được luống, mà vẫn đi tư thế tới như thế này nhá, vẫn đi tư thế tới như thế này và vẫn tạt được luống. Con máy này thì nó làm con máy khung sườn lớn. Đây em sẽ quay bà con nhìn thấy là so với con MK7 này hoặc là con Kubota TX6 này, nó sẽ cao hơn và to hơn và dài hơn một chút nhá. Đó, nó sẽ đáp ứng được những công việc lớn hơn, nặng hơn. Đó, đặc biệt là đi các cái luống rộng này, làm diện tích nhiều, diện tích lớn nhá. Đó, bà con nhìn thấy này, cái chiều cao của con Kubota này nó nhỉnh hơn con kia, nhỉnh hơn mấy con kia. Đó, rồi là chiều dài nữa, từ chiều dài, chiều cao. Đấy, cho tới bánh lốp. Hiện tại con này đang đi sử dụng cặp bánh là cặp bánh 400-9 đấy. 400-9 nhá, 400-9. Bánh bếp đẹp vẽ nguyên trắng tinh, đúng chưa? Đó, Kubota, nói chung con này thì bô biết là chưa rỉ này. Đây là bô của nó nhá, chưa rỉ sơn. Tông áp của nó còn 7 màu hết. Đó. Đây, các cái tay thiết của nó là còn inox nguyên, sạch chẽ nguyên. Đây, động cơ Kubota là một con máy tay lái quay 360 độ. Đó. Bánh biếc của nó rất là ok luôn, thực sự còn cực kỳ đẹp đẽ, sạch sẽ trong con máy này. Đây, số xiết gầm ghiếc của nó hình như là còn mới. Ốc áp của nó 7 màu hết nhá. Đó, dường như là còn rất là đẹp đẽ. Đèn đóm ok. Rất là mới luôn. Đó, thì đây là một con máy mà khung sườn cao. Nó sẽ phù hợp với rất nhiều công việc, đặc biệt là làm diện tích lớn. Thứ nhất là sới đất này, phay đất, cày đất, rồi là tạt luống, vun luống, lên líp, lên rò nhá, làm la ghim rau màu, chia luống, tách hàng, đặc biệt là có thể là tháo tách rời dàn phay này ra để kéo cày trâu cày lật. Nói chung con này kéo cày trâu cày lật thì không phải suy nghĩ gì. Rồi là có thể là rút cặp bánh này ra để có thể là gắn được các cái cặp bánh lồng bừa ruộng nước ruộng thụt nhá. Đó, đa tính năng. Đa tính năng luôn. Làm bừa ruộng nước ruộng thụt thì nói chung là con này rất là cao, tại vì cái gầm của nó đây đến tổng khoảng 60 phân này, một găng tay nhá, này 2-3-60 phân trong cái gầm này, nên là bà con không bao giờ sợ lún hay là sợ lầy gì hết. Đặc biệt là kéo rơ móc con này thì cực kỳ là cứng cáp và mã lực, máy móc mã lực mạnh mẽ, số của nó rất là lớn luôn. Và con này thì nó sẽ có đi 1-2-3-4-5-6 số tiến và 2 số lùi nhá. 6 tiến 2 lùi thì kết hợp với lại tầng thỏ rồi nhanh chậm gài côn trực tiếp ở trên tay luôn, chứ không phải qua hộp số nữa. Đó, gài côn trực tiếp ở trên này luôn nhá, rất là tiện lợi đúng không ạ? Đó. Rồi, con này thì nó sẽ có đi có côn bóp chuyển hướng này, bóp trái thì chuyển trái này, bóp phải chuyển phải này, gài côn thỏ rùa trên tay này. Đó, con này nó còn cái tem gì đây? Cái tem gì đây? Kubota chuyên gia nó có cái tem này, cái tác này, công tác tắt máy ở đây, nâng hạ chỉnh quá thấp tay lái ở đây nhá, ốc cổng vàng ương nguyên đúng chưa? Rồi là quay tay lái 360 độ đây, rất là nhẹ nhàng luôn, siêu nhẹ. Đó, các cái cổ kia cổ xoay của nó, chứ còn cần số đây, cần số của dàn phay đây, dàn phay đảo chiều xuôi ngược đi nhá. Đó, nói chung là con này thì thực sự là con thấy rất là mới luôn, rất là mới, nên là chia sẻ cho bà con. Rồi, chia sẻ cho bà con Kubota TX700 khóa xăng ở trong veo luôn đúng chưa, bánh biết là chưa rạn nước gì hết. Đó, rất là mới luôn. Cùng gầm đây, gầm máy. Hộp xích này có thể đảo chiều nhá, để tăng công suất gấp đôi của dàn phay. Tức là dàn phay này có số thỏ rồi nhưng chậm nhá. Dẻo bửng đây, đỏ tươi, tem mác đầy đủ hết. Và cái ốc áp này, nhớt là 3 lít 3. Ok này, nói chung là rất là mới, thực sự con này rất là mới luôn. Có nhìn thấy các chi tiết bửng viết của nó này. Đây, cực kỳ ok luôn. Ốc áp 7 màu hết. Hộp xích này đảo chiều vòng tua này, 413 vòng tua. Đó. Rồi, cái dàn phay này thì mình có thể là quay xuôi hoặc là quay ngược nhá. Đó. Hiện tại con này đang đi bộ tạt luống này. Bộ tạt luống của con này thì nó rộng tầm khoảng 35-40 phân nhá. Còn nếu bà con thích thì em sẽ đổi bộ sới cho, còn không thì mua thêm bộ sới nhá. Đó. Rồi. Cần số là số đảo chiều xuôi ngược, chủ cực kỳ đẹp luôn. Còn xăng luôn, con này còn xăng luôn bà con này. Còn xăng đỏ luôn nguyên nhá. Còn nguyên xăng đỏ của Nhật luôn. Được chưa? Còn nguyên xăng đỏ của Nhật luôn. Nhưng mà không biết giật có nổ không.
Rồi, xăng thì còn mùi khá là nồng. Đó. Đây. Rồi, con số 4. Con số 4 này giá là đi 13.500. 13.500 nhá. Đó là bao ship tới tận nhà cho bà con, một con máy đẹp xuất sắc, khung sườn lớn. Bà con dùng con này mà bừa ruộng, đặc biệt là cày trâu hay là sới với đất cứng hay là làm diện tích nhiều á, thì con này đáp ứng cực kỳ ok, tại vì là khung sườn của nó lớn. Rồi cái dàn phay của nó là nó sẽ rộng tầm khoảng xem nào, 1, 2, 3, 60 phân bà con nhá, 60 phân. Còn nếu bà con thích rộng hơn, bên em sẽ nối dàn phay ra cho bà con. Đó, nối dàn phay ra cho bà con nhá. Rồi, nói chung là máy thì còn rất là nhiều, giá thì bên em có báo công khai, thì nó tùy theo phần trăm số đẹp của máy, thực sự là tùy theo phần trăm số đẹp của máy nhá. Máy mới về rất là nhiều luôn bà con, nên là trong đợt tới lại tiếp tục về những cái đợt hàng nữa. Hy vọng bà con theo dõi kênh, đặc biệt là theo dõi những video bên em lên liên tục nhá. Rồi, cảm ơn bà con rất là nhiều vì đã quan tâm video. Hy vọng là bà con tìm được những con máy cho phù hợp với công việc của mình nhé. Và em có báo giá trực tiếp, giá ở trên đây là giá bao ship tới tận nhà cho bà con. Máy là giá là tùy theo là phần trăm số đẹp bà con nhé. Ví dụ như có những con Kubota TA6, giá của nó chỉ có 13 triệu mà trục lắp thôi. Đó, phần trăm nó sẽ xấu hơn và thấp hơn. Kể cả con Yamaha MK7 hay là con TX700. Đó, Yamaha MK7 có những con ấy 10 triệu 800, 11 triệu. Còn TX700 này có những con chỉ có 8 triệu rưỡi đến 9 triệu, 10 triệu thôi. Đó. Và số thì số thường, còn nó phụ thuộc vào giảm chức năng, giá nó phụ thuộc vào chức năng, phần trăm số đẹp của máy, chức năng nhiều hay ít của máy, đặc biệt là cái độ mới đó. Còn thì máy Nhật bãi thì nói chung là nó sẽ đa dạng, nên là hy vọng là bà con quan tâm video cho bên em nhé. Rồi ok, cảm ơn bà con rất là nhiều nhá vì đã quan tâm video. Rồi em chào bà con nhá, bà con xem nhớ cho em xin một like.